Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Minh Giàu của mình nha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đánh 5 tí CT các bạn. Thì mình sẽ thả lính, bắt đầu thả lính các bạn. Những cái màn đầu tiên thì mình sẽ vượt qua, mình nghĩ là cũng khá là nhanh thôi. Để có thể mình đánh được 5, 6 hoặc là 7 các bạn. Có vài súng rồi. Lính nó đi hơi chậm tí các bạn, thả bỏ vô trước. Tại cái đảo này thì nó hơi xa tí, mình bắn pháo sợ không có nổ, mình nhớ vô mình tấn công luôn mà mình không có nhìn máu nó nhiều. Bây giờ mình sẽ tấn công màn thứ hai các bạn nha. Nhà cũng gần gần bữa nãy các bạn, mình cứ thả lính xuống cho nó bắn cho nhanh rồi. Thả bỏ mấy cúc trên trên này cho nó cạp cái công trình, mấy cái thùng thôi. Vừa có điểm chiến hạm mà máu chính nó cũng giật. Đóng bò luôn, cạp phụ được khá là nhanh luôn. Màn hai đã qua một cách rất là dễ dàng các bạn. Chuẩn bị cho tới màn thứ ba. Nhà vẫn nằm ngay bên góc bên tay phải các bạn, mình cứ thả lính bên tay phải thôi. Rồi, bắn cái dàn pháo nó cũng không chưa nổ luôn. Mình chỉ lên góc trên cho nó gom lại bạn, mấy thằng ném ném mìn của mình, ném lựu đạn của mình nó đi mù mù dưới đây các bạn, đi nó té họ chết và thả bỏ vô cạp phụ luôn các bạn. Có mấy cái súng dẹt vậy là xong rồi. Nhẹ nhàng mình sẽ tiến hành tấn công màn tiếp theo nữa bạn, màn thứ tư bạn. Tấn công nữa bạn, không cần giao thám nữa. Này đánh cũng khá là dễ nữa. Các bạn cấp nhỏ nhỏ này, nếu mấy bạn cấp nhỏ nhỏ thì mấy bạn đi bên mé tay trái nha bạn. Còn mình xe tăng với này kia của mình cũng mạnh nên mình đi góc tay phải bạn, góc tay phải nó nhanh. Con bên nhì bullet các bạn, mình nâng cấp nó lên được 10 full hết cấp các bạn. Giờ nó cũng khá là trâu. Rồi ném lộn cái khói rồi. Đơn giản, mình thì cũng đang bắt đầu nâng cái con lính ném bom nữa các bạn, đang được cấp 4 rồi, sẽ cố gắng nâng nó cao nhất có thể các bạn. Mình kết hợp với xe tăng, hôm nay có thể mình đánh xe lửa gì, hôm nay cũng có vài bạn khi mình đánh thử đội hình xe lửa các bạn, nhưng mình chưa nâng thuyền nữa, mất một chiếc thuyền mình chở được 2 chiếc xe lửa, mai mốt mình nâng hết lên mình chở sẽ được tới mấy chiếc xe lửa các bạn. Có cái mẹ phong điện mẹ bắn trước các bạn, giờ bắn đứng khó chịu lắm. Rồi, bắt đầu thả lính luôn nha bạn, thả bên góc tay trái nè, nhà chính nằm bên góc tay trái sẽ đánh gần nó nhất. Mình sẽ chỉ ra xét góc này các bạn, để coi bên nhì nó có kháng mấy trái mìn không. Không kháng trái mìn thì mình sẽ thả mấy con bò cho nó kháng mìn rồi. Này lính ném bơm nó đụng như trái mìn nó không,
sợ mấy chấm mìn nữa các bạn. Bơm máu nữa đi trước nè, không mấy là lính nhắm bơm mà đi lẹn lên đường với nó. Nó bởi vì cái phải sợ mấy chấm mìn phải phá nó trước rồi, không thì gặp mấy lần như vậy. Ừ, mèn thứ 5 nó vượt qua rất là đơn giản các bạn. Chuẩn bị cho mèn thứ 6 nha. Mèn thứ 6 thì mình sẽ vào vô thám các bạn. Tại vì chưa biết nó sẽ như thế nào mà có thể nó là khá là mạnh rồi. Súng mèn thứ 6 thì mình nghĩ chắc nó cũng sát thương nó cũng đã to rồi. Mình sẽ đi từ góc giữa này luôn bạn, ngay chỗ góc vuông này nè. Đó, mình sẽ đi từ cái góc đây cho đi dài dài lên kia luôn các bạn. Chứ mình thả lính kia khơi cái đại bác nó bắn vô chúng chết lính mình đó. Giờ mình sẽ bắn ngay về phong điện trước. Chưa nổ luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thả ngay góc vuông này. Đó, cho đại bác nó bắn con bên dài dưới đi. Đó, bắt đầu mình sẽ về từ từ qua tới bên đó luôn các bạn. Phong điện ở đây cũng đã nổ rồi các bạn. Đây có mấy cái súng là cũng bình thường các bạn, cho nó diệt trước nhưng mình mới thả bấm máu này. Thả cái khơi để bán nó bắn. Lính ném bơm các bạn thấy không, ném khá là ngon, sát thương nó to mà. Ui, trời chút xíu nữa, lính nhắm bơm bị cái đại bác bắn rồi mày. Nó sợ đi lang bang vậy đó mày, chết hoài. Cán mền, không ai bị mấy cái đại bác bắn tới. Sát thương nó to mà máu nó ít. Nguyên cái vàng này cũng bắn phá thốn đó mày, máu giật cũng không ốc nữa. Mấy cái dàn pháo nữa kìa, cũng quá trời. Sẽ bắn bớt dàn pháo cho nó các bạn. Thôi mưa mì nó nổ các bạn, ô sát thương nó to rồi. Con bình nhì nó yếu máu rồi. Nó chết nó nồng bơm máu các bạn ơi, trời ẩu quá ẩu. Đơn giản như mà để chết bơm máu rồi. Qua màn 6 rồi các bạn ơi. Màn thứ 7 các bạn. Thiếu nồng bơm máu rồi nhưng vẫn đánh nha. Vẫn coi được thì đánh luôn. Còn không được thì đổi lính. Mình sẽ vào thám rồi. Cái bệ phong điện này nó tới nè các bạn. Sẽ bắn cái bệ phong điện này trước. Mình sẽ đi góc bên tay phải sát cho vách tường nó luôn các bạn. Nhìn chỗ cái cua chữ C đó đó. Bây giờ mình sẽ bắn cái bệ phong điện trước các bạn. Bệ phong điện với cái đại bác nè. Trời ơi, chưa nổ nữa. Rồi ok nổ các bạn, bắt đầu thả lính nha. Bắn cũng khá là thốn các bạn. Dàn pháo bắn cũng thấm á. Đây hai cái đại bác này, cái hồi lính có thể bừng 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 tới nó bị bắn chết các bạn. Giờ mình sẽ bắn nó trước. Đơn hồi đi lan ngoan không để ý nó bắn không hay các bạn. Mình chỉ cứ dẹt theo dạng bên đây góc chữ C của nó, góc ngay chỗ đó đó. Xong mình đi vô nhà chính rồi. Mình sẽ đi bo sát vô góc đó các bạn. Bắn lũ con chứ các bạn, bắn lính ném bơm mình.
Ồ, chút xíu nữa lính mấy chơi mấy lính bơm mấy này chết rồi mà anh chạy kịp rồi không nổ luôn rồi bắn trái nữa cho nó nổ đang từ từ vậy là được rồi đó bạn ơi. Ngon rồi đó. Xét gốc vậy là quá ổn rồi. Rồi cái number bắt đầu nó bắn vô trong cái nhà chính rồi các bạn. Các bạn đánh xét gốc gì là ngon quá nha. Ok chiến thắng rồi nha. Không có thương vong luôn các bạn ơi. Ok, sẽ trở ra rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye các bạn.